Trong hai ngày 22 và 23 tháng 7, Hội đồng Nhân dân huyện Nghi Xuân khóa 20 đã tổ chức kỳ họp thứ 17 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Tham dự kỳ họp có ông Phan Tấn Linh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, Bí thư huyện ủy, ông Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đại diện Văn phòng Đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, bà Phan Thị Kim Oanh và ông Hoàng Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện chủ tọa kỳ họp. 6 tháng đầu năm 2020, trong điều kiện xảy ra dịch bệnh COVID-19 kéo dài, đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Nhưng với tinh thần chủ động, thực hiện nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu của năm và được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành cấp tỉnh, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của cấp ủy chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở, sự đồng thuận nỗ lực của toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp, phong trào thi đua toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tiếp tục được đẩy mạnh. Tình hình kinh tế xã hội huyện Nghi Xuân cơ bản ổn định, phát triển và đạt được một số kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ước đạt 3,22%, tổng sản lượng lương thực có hạn hơn 18.000 tấn, đạt trên 89% kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 84 tỷ đồng, đạt 46,44% so với cùng kỳ. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 90%, giải quyết việc làm cho trên 1.300 lao động. Về sản xuất nông nghiệp, diện tích gieo trồng vụ xuân đạt trên 97%, sản lượng lương thực có hạt đạt trên 18.000 tấn, diện tích sản xuất vụ hè thu đạt 109% kế hoạch. Hiện nay Nghi Xuân đang triển khai trồng thử nghiệm một số cây dược liệu, như cây đinh lăng được trồng tại các xã Xuân Yên và Xuân Thành với diện tích 4 hectare, 1 hectare thanh hao hoa vàng tại xã Xuân Mỹ, sâm bố chính được triển khai trồng thử nghiệm tại vườn hộ gia đình ở xã Xuân Hồng. Bước đầu, các giống cây này cũng đang phát triển khá tốt. Tiếp tục mở rộng quy mô trồng dưa lưới tại các xã Xuân Mỹ, Xuân Viên, thị trấn Xuân An. Về chăn nuôi được khôi phục và phát triển sau dịch tả lợn châu Phi, hiện nay tổng đàn trâu bò có khoảng trên 11.000 con và tương đương với cùng kỳ. Đàn gia cầm ước đạt trên 500.000 con. Công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm tiếp tục được quan tâm. Công tác kiểm tra, giám sát, quản lý giết mổ gia súc gia cầm được triển khai đồng bộ. Tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt gần 4.000 tấn, giảm 9,4% so với cùng kỳ. Khai thác thủy sản tiếp tục được đẩy mạnh. Tổng sản lượng khai thác 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt trên 3.400 tấn. Công tác quản lý, tuần tra, kiểm soát khai thác thủy sản bất hợp pháp được triển khai có hiệu quả. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Sản xuất công nghiệp, giá trị vẫn được duy trì ổn định so với cùng kỳ. Nghi Xuân cũng đã tập trung triển khai thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong tình hình ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tham mưu đề xuất mở rộng cụm công nghiệp Xuân Lĩnh và bổ sung quy hoạch cụm tiểu thủ công nghiệp và làng nghề Xuân Phổ vào quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2023. Lĩnh vực xây dựng có bước phát triển khá, công tác xúc tiến đầu tư tiếp tục được quan tâm. Nghi Xuân đã phê duyệt chủ trương đầu tư 7 công trình đầu tư công với tổng mức trên 48 tỷ đồng. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được Nghi Xuân quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả tích cực. Các hoạt động văn hóa xã hội được duy trì ổn định, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, đời sống nhân dân tiếp tục được đảm bảo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục giữ ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững. Tại kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân huyện Nghi Xuân khóa 20 lần này, các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã tiến hành chất vấn các phòng ban liên quan của Ủy ban Nhân dân huyện về một số nội dung. Một số công chức địa chính thiếu trách nhiệm, nhũng nhiễu trong quá trình thực thi công vụ, gây bất bình, bức xúc trong nhân dân. Một số trại hồ nuôi tôm ở xã Cương Gián, Đan Trường xả nước thải ra đất sản xuất của người dân làm ô nhiễm môi trường, gây bức xúc cho nhân dân. Dự án nâng cấp tuyến đường ven biển Xuân Hội Thạch Khê Vũng Áng, đoạn giao với tỉnh lộ 547 đã thi công xong. Tuy nhiên đến nay các hộ dân liên quan có nhà cửa, vật kiến trúc phải di rời, đất ở phải thu hồi nhưng vẫn chưa được công khai giá trị đền bù và tiến hành chi trả. Qua đó đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện cho biết thực trạng, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và các giải pháp khắc phục, tháo gỡ trong thời gian tới. Phát biểu tại kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, Bí thư huyện ủy Phan Tấn Linh đã đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và nhân dân huyện nhà cùng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, thực hiện tốt các giải pháp và chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân các cấp, đồng sức, đồng lòng, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2020.
đề nghị Hội đồng Nhân dân huyện tăng cường công tác giám sát, việc thực hiện các nghị quyết đã ban hành và việc thực thi pháp luật. Đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện sớm ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 22, đồng thời khẩn trương cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các phòng ban chuyên môn, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm, tăng cường và phát huy hiệu quả công tác phối hợp để triển khai thực hiện và hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2020, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Cũng tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân huyện Nghi Xuân khóa 20 đã thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Nghi Xuân khóa 20, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Phan Thị Kim Oanh, được nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nghi Xuân, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Tiến Hưng, nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Thông qua nghị quyết về việc thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Nghi Xuân khóa 20, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các ông Võ Văn Tùng và Trần Xuân Thủy. Thông qua nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện Nghi Xuân, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Ngô Văn Hiến, trưởng phòng y tế huyện. Thông qua nghị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2020, nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019, nghị quyết phê chuẩn chủ trương đầu tư xây dựng các dự án đầu tư công năm 2020, nghị quyết thông qua một số chính sách hỗ trợ xây dựng mô hình trồng khảo nghiệm cây đinh lăng làm vùng nguyên liệu phục vụ cho chế biến trên địa bàn huyện năm 2020. Sau 2 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân huyện Nghi Xuân khóa 20, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra.